Hướng tới kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, chiều nay, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên gặp gỡ doanh nhân, doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, dự và phát biểu. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban sở ngành và đại diện hơn 400 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Lê Huy biểu dương nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp đã đạt được trong thời gian qua. Dù tình hình kinh tế thị trường có nhiều biến động bất lợi, nhưng các doanh nghiệp vẫn giữ ổn định sản xuất, đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước. Hội nghị ngày hôm nay được tổ chức với mục tiêu đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh nhà thời gian qua, xác định nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, tập trung giải quyết kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, doanh nhân. Hội nghị cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 79 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho giới công thương Việt Nam, 20 năm ngày Doanh nhân Việt Nam, ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh, bàn giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, đóng góp cho sự phát triển cho kinh tế xã hội của tỉnh thời gian tới. Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp là hoạt động được tỉnh duy trì thường xuyên hàng năm. Đây là dịp để lãnh đạo tỉnh và cơ quan quản lý nhà nước lắng nghe, giải quyết những kiến nghị từ doanh nghiệp, tạo xung lục mới cho doanh nghiệp phát triển. Cuộc gặp ngày hôm nay có một cái động lực rất là lớn để cho doanh nghiệp chúng tôi sẽ có những được tiếp thêm những cái sức mạnh để chúng tôi sẽ phấn đấu để đóng góp được nhiều hơn nữa cho tỉnh nhà. Cái này nó tạo động lực cho anh em là tạo cái niềm tin về sự ủng hộ, sự giúp đỡ, sự động viên của Đảng, của nhà nước đối với đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa khái quát những nét chính về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh với nhiều chỉ số tăng trưởng ấn tượng. 9 tháng đầu năm, có 1.500 doanh nghiệp thành lập mới, đưa tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh lên trên 18.000 doanh nghiệp, thu ngân sách đạt trên 30.000 tỷ đồng. Cảm ơn những đóng góp to lớn của doanh nghiệp vào phát triển kinh tế của tỉnh và chia sẻ với những khó khăn đang gặp phải, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên mong từng doanh nghiệp không ngừng nỗ lực, gắn kết cùng phát triển. Các doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh ta cần nâng cao bản lĩnh trí tuệ, xây dựng văn hóa, đạo đức kinh doanh lành mạnh, tuân thủ đúng pháp luật và quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, sản xuất cung cấp các hàng hóa dịch vụ có chất lượng tốt, tăng cường đoàn kết, liên kết, hợp tác, tương trợ lẫn nhau trong đầu tư sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh, đặc biệt là tính tự lực, tự cường của các doanh nghiệp, chú trọng xây dựng và phát triển thương hiệu, uy tín, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo với tinh thần dấn thân, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, vươn mình đứng lên tự tin bước ra thế giới rộng mở và đặc biệt là chúng ta cần phải nỗ lực tham gia vào chuỗi cung ứng của toàn cầu và khu vực. Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu các cấp chính quyền và mỗi cán bộ công chức nâng cao đạo đức công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, chất lượng dịch vụ công, lắng nghe, tạo môi trường minh bạch, bình đẳng cho doanh nghiệp phát triển. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh phát huy hơn nữa vai trò kết nối, tập hợp đoàn kết doanh nghiệp, xây dựng cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên lớn mạnh. Nhân dịp này, tôi xin được biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh ta đã luôn đồng hành cùng tỉnh Hưng Yên. Sự phát triển của các doanh nghiệp chúng tôi xác định là một động lực quan trọng để đạt được những thành tựu trong tương lai cũng như là hiện tại. Bước vào giai đoạn phát triển mới với rất nhiều các cơ hội, thời cơ, song cũng không ít những thách thức. Tôi đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh phát huy thành tựu của 20 năm xây dựng phát triển, thực hiện tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của các hội viên và doanh nghiệp. Cần phải đẩy mạnh việc gia tăng số lượng.